bây giờ có kéo mình kêu dừng thôi. Dừng. Dừng ngay đây đúng không? Rồi, lấy con này. Nhớ rồi gì? Rồi. Nhìn ha. Rồi, con bãi mày là con gì? Năm cơ. Năm cơ. Rồi bây giờ ta sẽ dùng cái con già này để lấy cái con năm cơ mày, lấy cái con năm cơ mày lên, hiểu không nào? Nhìn ha. Ủa? Ghê vậy? Ghê vậy?